Gia đình bà Đoàn Thị Hiền cư trú bên sông Thạch Hãn trải qua nhiều thế hệ. Trước đây nhà bà Hiền có trên 3.000 mét vuông đất. Do sạt lở nghiêm trọng bờ sông, hiện nay bà Hiền chỉ còn chưa đầy 1.000 mét vuông đất. Sạt lở bờ sông ăn sâu vào đất liền, cách gia đình của nhà bà Hiền hơn 10 mét. Gia tôi khi thế có cái hàng tre ngoài đường nữa. Mà chưa hẳn lỡ, mà ngoài là có cái đường đi. Mất cái đường ngoài nữa rồi chưa mất thêm một cái đường đi nữa, chưa vô thêm ruộng tre nữa đó. Bươn chứ là cái ngay bà mà ngoài tế là có như ba con ngôi lò rồi đó. Dọc tuyến sông Thạch Hãn qua địa bàn xã Triệu Phong, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở khoảng hơn 4 km, nặng là hơn 2 km. Hơn 70 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở nguy hiểm này. Các cái công trình là tấm linh, ví dụ mồ mả của dân thì hàng năm thì trôi xuống, rồi là các cái nhà thờ mà cũng gần bờ sông thì cũng tính nguy cơ sạt lở cũng rất lớn. Mà đa số các cái dân ở các cái vùng này trong các cái kỳ họp hội đồng là luôn có ý kiến với cái các cơ quan chức năng thẩm quyền mà mong cả cấp là tạo điều kiện quan tâm có cái kè sớm, nếu chúng có cái toàn bộ mấy kè thì có được cái chấn kè để bảo đảm cho ổn định cho nhân dân trên địa bàn. Tháng 6 vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng để làm kè chống sạt lở khẩn cấp trên sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Bởi nơi đây có khoảng 1 km bị sạt lở vào tới móng nhà dân. Tuy nhiên, dọc theo sông Thạch Hãn vẫn còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng chưa thể khắc phục được. Đơn vị thi công tiến hành thi công bằng 4 tổ thi công. Thì 4 tổ thi công song song thì một ngày là theo tiến độ thi công là khoảng đã được 300 khối. Phần diện được là sẽ hoàn thành. Cứ vào mùa mưa bão, trên các tuyến sông ở Quảng Trị, hàng trăm hộ dân đã phải di rời, hàng trăm hecta đất bị cuốn trôi, tàn phá nhiều tuyến đường giao thông. Mất đất sản xuất, cuộc sống bị đe dọa là nỗi lo của gia đình bà Hiền, cũng như nhiều hộ dân cư trú dọc theo sông Thạch Hãn trước diễn biến phức tạp do sạt lở bờ sông gây ra.